Dạ, trong cung ạ, đây là dính của đây là trong cung giảm giảm bộ trọng nha. Đây là dính thư của quán Hồng Mười, đây là bác dính thư quán Hồng Mười ở trong. Bao dính ông Hoàng Mười ở trong Hà Tĩnh á, từ đến ông Hoàng Mười đi vào khoảng 10 cái số nữa, quá đến củi 10 cái số nữa. Đấy là dính của ông Hoàng Mười này. Đấy mới là dính thư này. Dạ con Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ. Đấy là cúng điền của quán Hoàng Mười này. Vào đấy còn đẹp, cực kỳ đẹp nhiều nữa. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ quán ngủ hộ. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là gạch nha, không phải thảm nữa nha, đây là gạch nha. Chào anh Hảo, đây là dính thư của quán Hoàng Mười ở trong Hà Tĩnh á, cách đền củi 10 cây số nữa đi vào. Vào đấy đẹp lắm, còn đẹp hơn ngoài tía nhiều. Đi đền ông Hoàng Mười mà không vào đấy mới là lạ này. Họ đang
dương thánh tổ, công minh liên hoàng gia đại đình, tam đạo quý nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thân nhé. Dính nha chị, đây là dính thử đông đô, dính thử dính đông đô, dính thử của quán Hoàng Mười. Đây là ngay chứ ông ở đây, đền củi là đền củi, còn đền ngoài kia là mồ ông ấy. Tá đi mày hôi là tá chỉ mới đi ngoài mồ thôi, con này vào dính thử đấy này, trực cực đẹp luôn. Cao sơn bạch mã hỏi thăm đi tây chúa nguyện ơi hỏi thăm phố Phật ạ.
bao kẻ ngu mi như xưa thái chiều.